Hi, chào các bạn nha. Nay mình sẽ bắt đầu đổi khóa zero 4 số nha các bạn. Giờ bình thường lúc mình bán mua về thì nó sẽ là 4 số 0 nha các bạn. 4 số 0 là nó mặc định rồi. Giờ mình sẽ nó đổi, bây giờ mình đổi sang 4 số mới là 4 số 9 nha các bạn. Đây. Đây các bạn ơi. Nó mình dặn lên vậy là mình sẽ không mở ra được nha các bạn. Mình nhận vô 4 số 0 mình sẽ mở ra các bạn ơi. Ngay cái nắp này nha các bạn ơi. Mình sẽ làm ngay cái nắp đỏ này các bạn. Đây 4 số 0 đây các bạn ơi. Mình bấm nó sẽ bật ra nha các bạn. Đó. Nó sẽ bật ra. Rồi các bạn nè, ngay chỗ đây nha các bạn. Ô khóa đây các bạn. Này, mình cái nút đầu tiên là mình dặn cái này. Dặn cái nút đỏ, gạch đỏ bên đây nha các bạn. Sau mà mình dặn nó nha. Mình dặn nó cho tới nút cho bằng cái nút nút cái lỗ thứ hai này nha các bạn. Nút đầu này là mình bỏ nha các bạn, nút lỗ thứ hai này nha. Đó, cho mình sẽ dặn nè. Đó. Cho nó bằng cái này nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn đổi số nha. Thì mình đổi 4 số 9 đi ha. Đổi xong 4 số 9. Mình dặn về ngay cái lần này nha các bạn. Dặn về ngay cái lần đỏ đây nha các bạn. Ô số 9 nha. Đó. Sau khi mình dặn về nó bằng thẳng hàng hết nha các bạn. Thẳng hàng hết đồng dặn ngược lại nha. Dặn cái này ngược lại nè. Đó, cho nó bằng. Rồi. Vậy là mình đã đổi mật khẩu thành mật khẩu 4 số 9 rồi nha các bạn. Mình phá lại nha. Đó, mình phá lại nha các bạn. Rồi, vậy là mình phá rồi đó. Rồi, mình sẽ xây dịch nó đi nha. Xây dịch đi rồi mình mở không có được nha các bạn. Mình bấm mở không được nha các bạn ơi. Không phải mở được nha các bạn. 4 số 9 nha các bạn. Trả về 4 số 9 nha. Rồi mình bấm vô. Đó, nó sẽ tự bật ra nha các bạn. Tương tự vậy mình đổi theo. Tại mình hướng dẫn thì mình để 4 số 9 hoặc 4 số 8 nha các bạn. Rồi các bạn muốn hết số nào cho khó mở, khó nhớ thì các bạn cứ đặt nha. Khi mình cứ dặn lên cho nó bằng cái lần đỏ này, nó bằng cái nút thứ hai này nha các bạn. Rồi vậy cái mình đổi thôi, như đổi thành 4 số 8 đi nha các bạn, ngay lần nha các bạn. Đó, mình đổi vậy mình dặn về thôi, dặn về cho nó bằng cái hàng này thôi, hàng đỏ này thẳng hàng luôn. Đó, để mình phá lại thôi. Mình dặn về là mình đổi nó bằng rồi mình sẽ phá lại được nha các bạn. Đó, vậy là mình phá rồi nha các bạn. Đó, mình dặn đi nó sai. Đó, dặn đi nó sai vậy đó, nó sai số rồi là mình không có rỉ ra được nha các bạn. Giờ mình cứ trả về 4 số 8 thôi. Đổi mật khẩu rất là dễ nha cả nhà. Đó, rồi mình bấm ra. Nó tự bật lên nha cả nhà, đó. Đơn giản thôi. Phá thì phá lại. Rồi mình
để gì mình bấm thì nó ra luôn, nhưng các bạn phải xây nha các bạn, chứ không phải là để gì nha. Đó, mình bấm ra đó, vậy mình phải dặn cho nó sai số nha các bạn, nó như vậy mới phá nha các bạn. Cái đây 4 số 8 là người ta sẽ mở chìa khóa của mình ra luôn đó. Mình dặn lên 4 số 8 là mình mở ra thôi. Vậy là cứ mình bấm mà mình mở ra nha các bạn. Video hướng dẫn cách đổi mật khẩu phá 4 số Zero chữ U đã kết thúc rồi nha các bạn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và ấm áp nha. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ giúp người Vi Cá nha. Cảm ơn tất cả các bạn.